Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay Đạt thì giới thiệu cho anh em một cái mặt hàng siêu VIP luôn. Một cái bát yên nha anh em nha. Bát yên rim Thái nha. Bát yên rim Thái gồm bát nhỏ và bát lớn nha anh em. Cái bộ bát này bình thường nếu như anh em mua hàng theo xe thì nó rất là ít khi có nha. Rim Thái thì anh em lưu ý là nó chỉ có một chân nha. Nó chỉ có một cái móc này thôi. Còn nếu mà super thì nó hai móc. Đó, mà cái bát này là không có hàng mới luôn anh em nha. Cái bát yên này là không có hàng mới luôn. Nó chỉ có hàng theo xe hoặc là hàng tồn kho thôi. Hôm nay giới thiệu cho anh em bộ bát nhà hàng Thái về nha anh em. Siêu đẹp luôn. Đó. Mới 100% chưa qua sử dụng nha. Thể nói là tồn kho cũng được, nhưng Đạt thì Đạt khẳng định cái này không phải là tồn kho và cũng không có tồn kho đâu. Cái này này thì nó là dạng như hàng mới trong xe, chưa xài ta gã ra hay gì đó Đạt không biết. Nhưng mà bao anh em là đúng chuẩn zin 100% và cực kỳ VIP luôn, chưa qua sử dụng nha. Thì cái này Đạt bán giá cho anh em thì cũng rẻ thôi, không có đắt nha. Nếu mà cái này theo xe thì Đạt bán nó khoảng vào tầm 350-400. Thì nếu mà hàng mới thì Đạt cũng bán giá đó thôi, không có giá cao cho anh em nha. Còn nếu mà cái bát này nếu mà đúng một số người mà nếu mà có được sở hữu thì người ta bán dạng sưu tầm, thì bộ bát này khoảng vào 1 triệu nha. Thì Đạt bán cho anh em giá là 400 nha anh em nha. Anh em nào lấy thì liên hệ với Đạt. Đạt có hai cái thôi, hàng mẫu bên Thái Lan nó gửi về cho mình này. Rất là đẹp luôn. Đó, thì hàng cực hiếm nha. Đạt sẽ lấy để một cái cho anh em coi này. Lấy một cái cho anh em coi nha. Là cái cây cây sung của Đạt này. Cái sung túc này nè. Đó, trái rất là nhiều nha. Đây, anh em thấy đẹp không? Đó. Cực kỳ VIP luôn nha. Đấy, bát đầy đủ cho anh em luôn, bát móc hai bên luôn. Một bên nha, còn nếu super nó sẽ hai bên. Này anh em nhìn cái màu này. Mê không anh em? Thì giá của nó là 400 nha. Anh em nào lấy liên hệ với Đạt, Đạt có hai cái thôi à.